Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về hai dòng lưỡi cưa kiếm dùng để cưa sắt của hãng Makita, rất là xịn luôn nha anh em. Dòng này nó mắc hơn những cái dòng trước ở chỗ ha. Thì mình sẽ thứ nhất á, thì cái dòng này là cái dòng này bên đây nè, màu đen này nè, sản xuất ở Nhật. Cái dòng màu màu xanh này nè, nó là sản xuất ở Thụy Sĩ. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em từng cái cho anh em biết về giá cả ha. Thì ở trong đây á, mình sẽ giới thiệu cái lưỡi màu đen. Cái lưỡi này nó có cái mã là B00810. Đây anh em. Nhìn nè. Đó. B00810. Cái dòng lưỡi này á, thì nó có chiều dài á, là 165 mm, cái bản là 18. Nha, bản rộng 18 và độ dày là 1 mm. Cái dòng lưỡi này thì nó chuyên để cắt sắt và cắt sắt từ 3 mm cho đến 5 mm. Làm theo này về thông số nè. 3 mm cho đến 5 mm, và dòng này sản xuất ở Nhật ha. Made in Japan. Thì bên cửa hàng mình đang bán cái lưỡi này nè, giá là 105.000 một cái. Cái lưỡi này nó không có sơn nên anh em nhìn cái chất thép của nó giống như là cũ, em thấy không? Này 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 đó đó. Nó sự sự anh thấy không đây? Đó. Nhưng mà nó là lưỡi mới nha, tại vì cái lưỡi Makita này anh em để ý khi anh em cắt sắt á, là những cái chữ nè, mà lưỡi cắt rồi là nó bay liền à. Nha. Còn cái dòng này á, là nó là cái chất này nó cái thép mà làm lưỡi này nó không có sơn lại. Đó, còn cái lưỡi này lưỡi sơn nè anh em thấy không? Đó, nó sơn xong rồi nó mới in cái chữ Makita lên đây. Còn cái dòng lưỡi này nó không có sơn gì hết ha. Nên anh em nhìn cái lưỡi nó giống như cũ vậy đó. Thì anh thấy không? Đó. Nhưng mà nó là lưỡi mới nha. Dòng này hãng của Nhật làm nè, rất là bền luôn. Nha, anh em nào cắt sắt cái bước răng con này là 1,4 mm. Nha, cắt sắt tối đa luôn là 5 mm. Anh em để ý ha, đây nè. Cắt sắt tối đa là 5 mm. Giá là 105.000 một cái nha anh em. 105.000 một cái. Một dĩ nó có hai cái như thế này, anh em mua là mình sẽ chỉ lấy một cái lưỡi như thế này nè, mình đi đóng gói thôi nha. Đó, đang cầm lưỡi đi đóng gói thôi nên nó sẽ không có cái bao bì này. Đó, anh em lưu ý ha, không có cái bao bì này. Đó, còn khi anh em mua một cặp á thì nó sẽ có cái bao bì. Nha, mình nói trước nha. Và nhìn cái lưỡi nó chất thép như thế này nè, nó không có sơn nên nó sẽ như thế này. Tại vì những cái video mình phải nói rõ vậy ha, để tránh trường hợp khi anh em mua hàng nhận hàng rồi mình nhìn thấy nó ố ố như vậy nè, tưởng đồ cũ, không phải đâu, tại cái loại thép này nó không có sơn lại nên nó nhìn nó như vậy anh em nha. Rồi 105.000 cho một cái lưỡi như thế này ha, có mã là B00810, cắt sắt. Rồi kế tiếp, đây là cái dòng lưỡi cắt mà có cái thân số chiều dài là 152 mm, bản là 18 và độ dài 0.9 mm. Cái dòng này nó có cái ưu điểm là cắt sắt tới 8 mm luôn, và cái bước răng của nó là từ 1 li tư đến 3 li tư. Em thấy cái loại bước răng nó khác với cái bước răng kia ha. Bước răng kia thì bước răng nhuyễn, còn bước răng này là cái bước răng nó sẽ có là hai bước, một bước là 3 1 li tư và nhảy thêm một bước nữa là 3 li tư. Đó, cái dòng này thì dòng fast cut ha, cắt nhanh đây nè. Đó, dòng phát sức cắt nhanh. Cái dòng này sẽ năng cắt được 1,5 mm cho đến 8 mm. Đó, chiều dài nó chỉ có 152 mm thôi. Dòng này sản xuất tại Thụy Sĩ, Made in Switzerland. Một cái hộp vậy là 5 cái lưỡi. Do vậy khi anh em mua một cái lưỡi này thì anh mình chỉ lấy đúng cái lưỡi mình đóng cho anh em thôi nha. Giá tại cửa hàng chưa gồm với ship 100.000 một cái. Khi anh em ở tỉnh anh em mua thì cộng thêm tiền ship khoảng đâu đó khoảng 30.000 cho một cái lưỡi như thế này ha. Nên mua kèm thêm cái gì đó. Cái lưỡi này cũng vậy. Cái lưỡi này là 105.000 một cái thì mà nó tại cái dòng này không biết sao nó mắc hơn này ha, nói chung về nó mắc hơn thì bán nó cao hơn 5.000 thôi. Đó. Thì anh em nhìn hai cái bước răng này nó sẽ khác nhau nè, thấy không? Đây. Đó, cả bước răng này khác nhau nè. Thấy không? Đây. Đó. Thì anh em coi nào mình phù hợp với công việc của mình, loại xịn đó thì có thể mình mua. Thì đây là những cái dòng mà lưỡi cưa kiếm cắt sắt xịn của Makita anh em. Lúc trước mình cũng có bán cái dòng mấy chục ngàn một cái lưỡi nữa nhưng mà nó hết hàng rồi. Makita này về những cái lưỡi cưa kiếm bán chạy dữ lắm, nó không có hàng nữa. Giờ mình sẽ lấy những cái lưỡi nó mắc hơn chút nha. Những anh em nào xài cái đồ xịn đó, thích đồ xịn thì mình có thể mình mua mắc hơn chút. Mặc dù những cái dòng kia nó rẻ hơn chút, là lý do là cắt sắt nó mỏng hơn, nó chỉ có đâu đó khoảng 2-3 ly thôi anh em á. Còn những dòng mà nó cắt tại cái dòng này thì nó cắt tối đa chỉ có 5 ly thôi, nhưng mà nó mắc hơn này nha. Đó, mắc hơn. Còn dòng này là dòng fast cut cắt nhanh nè, mà cắt tới 8 mm luôn. Thì theo thông số của hãng đây nè anh em. À, đây nè. Thấy không? Đó. Nha. Bước rèn. Mã số là B05038.
Rồi ok ha, phù hợp. Hầu như là tất cả những cái lưỡi cưa kiếm mà nó có đầu giống như thế này. In cầu tô tổ DCA Dewar vô được hết ha. Makita khỏi nói rồi, tất nhiên nó phải vô được rồi. Còn boss thì mình không có bán rồi, mình không có nói ha. Milky thì cũng vậy, cũng vô được thôi. Nó giống cái đầu, nó như cái đầu giống vậy thì vô được ha, nha, cái chuẩn nó rồi. Rồi ok ha, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại dưới mua hàng giá tại cửa hàng chưa bao gồm với ship. Một nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.